Tôi xin đọc Kinh Thánh Công vụ các sơ đồ đoạn 12 Tôi xin đọc từ câu 1 Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh Vua dùng gươm giết ra cơ là anh của răng Thấy điều đó, vừa ý người Judah nên cũng sai bắt Phaedra nữa Bây giờ nhằm nghe ăn bánh không men Vậy vua bắt người và hạ ngục phó cho bốn ngũ binh canh giữ mỗi ngũ có bốn tên lính Vua toàn đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng vậy Piaro bị cầm trong khám còn hội thánh cơ cầu nguyện đức chúa trời cho người luôn và đêm dạng ngày mà Herod định bắt Piaro ra hầu người đang mang hai xiềng ngủ giữa hai tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục Thành linh một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn phía đánh thức người mà rằng hãy mau trở dậy, xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó, Thiên sứ nói rằng hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Fierro làm theo. Thiên sứ lại tiếp hãy mặc áo ngoài và theo ta. Fierro ra theo chẳng biết điều Thiên sứ làm đó là thật xong tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất rồi vọng thứ nhì thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành cửa đó tự mở ra trước mặt hai người rồi hai người vượt ra khỏi đi lên đảng cái. Tức thì Thiên sứ liều Fierro. Fierro bền tỉnh lại và nói rằng bây giờ ta nhận biết thật đức chúa trời đã sai Thiên sứ ngài giải cứu ta ra khỏi tay Horus cùng khỏi điều dân Sodaa đang mong đợi. Người suy nghĩ lại điều đó rồi đến nhà Mary, mẹ của Giang cũng gọi là Mark là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài một con đòi tên là Roder đến nghe, nhận biết tiếng Fier nên mừng rỡ lắm. Đến nỗi chẳng mở cửa nhưng trở lại chạy vào báo tin rằng Fierro đứng đứng trước cửa. Người ta nói rằng mày sảng, xong nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói ấy là thiên sứ của người. Nhưng Fierro cứ gõ cửa hoài, khi mở cửa thấy Fierro hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh rồi thật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn người lại dặn rằng hãy cho gia cơ và anh em biết điều này, rồi đó người bước ra sang nơi khác. Đến sáng, trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn vì chúng nó chẳng hay phê đi đâu. Vua Herod sai tìm người nhưng tìm chẳng được bền tra hỏi bọn lính rồi truyền lệnh dẫn cho chúng nó đi giết. Đoạn người từ xứ giô Đê xuống thành Cesare ở lại tại đó. Và vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Balatus rồi, bền đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa vì sứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ vua Herod mặc áo trầu ngồi trên ngai truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời và vua bị trùng độc mà chết. Tôi xin đọc đến đây khi giảng những người không có gì để giảng thì sẽ đọc kinh thánh rất nhiều tôi cũng là người đọc kinh thánh khá nhiều khi đọc kinh thánh có những người đáng ra phải chết thì lại sống còn có những người không phải chết thì lại chết đây là một điều vô cùng đơn giản khi có đức tin tin vào nơi chúa thì có thể vượt qua được tất cả còn không có đức tin thì không thể nào vượt qua được Kinh Thánh đã nói cho chúng ta thế giới tấm lòng đó. Khi chúng ta sống trên đời này, một điều vô cùng cảm ơn đó là trong chúng ta không có một ai là người không phạm tội. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội và làm nhiều điều ác khác nhau. Đó là sự thật nhưng ân điển của Chúa Giêsu đã vào trong lòng của chúng ta bởi đức tin. Trước đây, mặc dù tôi đi hội thánh trưởng lão, nhưng tôi luôn đau khổ vì tội lỗi. Và khi đó vẫn còn nhỏ, nên tôi phạm tội khá nhiều. Nghĩ lại, thì lúc đấy, lúc nào tôi cũng cảm thấy rất sợ hãi. Một hôm khi đọc Kinh Thánh, thì tôi thấy trong Kinh Thánh, Chúa giê -xu đã bởi huyết của Ngài đổ trên thập tự giá và tha thứ hết mọi tội của chúng ta. Khi tôi chấp nhận được điều đó, thì thực sự vô cùng kỳ diệu. Tôi đọc Kinh Thánh mấy lần, mấy lần thì tôi vẫn thấy tội lỗi của tôi đã được rửa sạch rồi, Chúa đã đổ huyết để tha thứ tội của tôi và Đức Chúa Trời cũng nói không còn nhớ tội của tôi nữa. Khi đó, thực sự tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Bây giờ đã qua nhiều năm, được mấy chục năm rồi. Nhưng mà mỗi khi đọc những điều này trong Kinh Thánh thì tôi có thể thấy một sự thật vô cùng rõ ràng. Đó là trong câu chuyện này, ở đây có hai điều đó là gì? Ờ... Xin lỗi. Phêrô Pedro... đang thời đó vua Herod hài hiếp một vài người trong hội thánh vua dùng cơm giết ta cơ là anh của Giang Thấy điều đó vừa ý người Juda nên cũng sai bắt Phêrô nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vô bắt người và hạ ngục phó cho bốn ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có bốn tên lính. Vô toàn đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng, vậy Phêrô bị cầm trong khám còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Xem ở đây thì thực sự Phêrô là người phải chết không có cách nào khác. Nhưng mà cuối cùng thì Fierro lại sống bởi vì Đức Trời đã làm việc. Nhưng mà ngược lại, vua Herod thì chẳng có lý do gì phải chết. Theo như con mắt chúng ta thấy là như vậy. Nhưng mà Đức Trời thấy người đáng phải chết. Thế nên tôi thì tưởng rằng Fierro phải chết còn Herod phải sống bởi vì Herod là vua. Nhưng mà quan trọng là Fierro lại sống còn Herod thì cuối cùng đã chết. Đây là một điều vô cùng đơn giản. Khi mà vua Herod chết, thì trong Herod không có Chúa là đừng có thể cứu được. Nhưng mà khi mà Phêrô mặc dù đã đứng ở vị trí phải chết, nhưng khi có Đức Trời thì Đức Trời gìn giữ và ban ơn cho chúng ta thấy được cái sự khác biệt đó. Mấy chục năm trước, tôi đang đau khổ trong tội lỗi thì nhận ra rằng huyết của Chúa Giêsu đã tha tội cho tôi. Khi đó là lần đầu tiên tôi nói mình không phải là tội nhân. Điều kiện để khiến cho tôi có thể mạnh mẽ nói điều đó ấy là gì? Khi mà Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho tôi thì không để lại tội lỗi mà Ngài đã tha thứ một cách trọn vẹn. Nên tôi nhìn về phần nào cũng thấy mặc dù mình đã phạm tội nhưng mà Chúa đã tha tội cho tôi. Thực sự tôi vô cùng cảm động vì điều đó. Nếu mà có ai đó rửa tội cho tôi, giả như có một nghìn tội thì người đó có thể rửa đi 999 tội và quên mất một tội. Nhưng mà Chúa Giêsu thì đã tha tội cho Phê-rơ một cách trọn vẹn. Ngược lại, Herod thì chẳng có một cái lý do gì phải chết cả. Bởi vì là vua thì ai mà giết vua được. Mặc dù là vua có quyền lực như vậy nhưng mà đứng trước mặt Đức Chúa Trời chẳng là gì hết. Bao nhiêu tội lỗi cũng không rửa được mà cuối cùng đã chết trở thành một cái xác chết. Thế nên, chúng ta trước mặt Chúa được nhận sự tha thứ tội lỗi và được xưng công bình. Và tiếp theo, mặc dù tôi có rất nhiều tội, nhưng mà sự thật rằng Chúa đã rửa tội của tôi một cách rõ ràng khi điều đó không phải là lý thuyết mà tôi có thể chấp nhận điều đó bởi đức tin vào trong tấm lòng thì Tôi có thể nói rằng bây giờ tôi không còn tội, tôi được sạch rồi. Thì đó là tin Đức Chúa Trời. Điều đau lòng là ngày nay, mặc dù Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta, nhưng có rất nhiều người đi hội thánh vẫn nói mình là tội nhân bởi vì sao? Bởi vì họ không tin vào huyết của Chúa Giêsu, không tin vào huyết mà Chúa đã đổ ra trên thập tự giá về tội lỗi của mình, nên bề ngoài thì đi hội thánh, dâng hiến, hát thánh ca, cầu nguyện. Nhưng mà điều căn bản nhất Đấy là Chúa Giêsu đã chịu đóng đi chết trên thập tự giá vì chúng ta. Mục đích mà Chúa chết về chúng ta đấy là để rửa tội cho chúng ta. Nếu mà nói mình là tội nhân thì có nghĩa là Chúa vẫn chưa cứu mình ra khỏi tội. Nói cách khác, thì câu đó chẳng khác gì nói rằng Chúa Giêsu đã thất bại. Khi tôi nói tôi đã nhận được sự tha thứ tội lỗi thì có người bảo tôi là kiêu ngạo. Một sư còn nói mình là tội nhân mà. Anh biết cái gì anh bảo mình là đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Hầu hết mọi người đều nói như vậy. Làm gì có ai không có tội? Tất cả chúng ta đều có tội chứ. Đúng rồi. Thế Chúa đã đến để tha thứ những tội lỗi đấy cho chúng ta. Chúa giê -xu đã đến chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta. Chắc chắn là chúng ta đã được tha thứ, nhưng mà vẫn còn những người nói mình là tội nhân là sao? Không phải. Ngày nay, có rất nhiều người Chủ nhật đến hội thánh rồi tin Chúa Giêsu Thế nhưng mà họ biết rõ lý do vì sao Chúa phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Họ cũng biết rõ rằng Chúa đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng mà mặc dù Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của mình mà vẫn còn nói mình còn tội thì như vậy chẳng khác gì nói chúa đã thất bại không có câu nào xúc phạm chúa lớn hơn lời đó đây không phải là lời khiêm tốn chúa đã chết vì tội của mình mà mình vẫn còn tội bảo xây nhà thờ mà đập hết rồi để yên đấy lại bảo là xây xong rồi thì làm sao được phải không ạ chúa cũng đã rửa sạch tội lỗi của chúng ta rồi trong lời đó thì chúa cũng đã rửa sạch cho chúng ta rồi nếu mà đã rửa sạch rồi Thế thì tội lỗi của tôi đã được rửa bởi Chúa Giêsu rồi. Tôi đã được sạch rồi. Anh là gì? Anh nói tôi. Tôi là con người dơ bẩn nhưng bởi Chúa Giêsu mà tôi được sạch. Không phải Chúa Giêsu thì không ai có thể rửa được tội của tôi. Tôi đã được rửa bởi Chúa Giêsu rồi. Như thế mới là tin Chúa chứ. Lại đi nói mình là tội nhân, xin Chúa tha tội cho. Không có lời nào lại xúc phạm Chúa lớn đến giường ấy. Khi chúng ta giao giảng tin lành, thì tôi cũng gặp phải những khó khăn và vấn đề. Đợt vừa rồi, thì tôi cũng đã chia sẻ chưa khoảng một ngàn mục sư. Họ cũng rất là nghe và tôi đã có những thời gian vô cùng tuyệt vời. Và đến buổi cuối khi mà tôi nói những phần kết luận, thì tôi thấy có mấy người đứng dậy đi ra. Thật sự rất là đáng thương. Tin lành quý giá này chỉ cần nhận là sẽ được sự sống đời đời. Đã nghe hết, nói là tôi nhưng mà thấy không hợp với mình thì lại có ba bốn người đi ra. Những người khác thì rất là vui mừng và xúc động. Tôi làm sao mà chạy theo để giữ họ lại được? Tôi đang ở trên bục giảng mà không thể làm như vậy được. Nhưng một điều rõ ràng, những người khác như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà tôi chắc chắn đã được tha thứ tội lỗi bởi huyết của Chúa Giêsu. Nếu như mà Chúa Giêsu không tha được tội cho tôi, mà Ngài lại chết, thì có nghĩa là thập tự giá của Chúa đã thất bại. Nói mình là tội nhân, có nghĩa là Chúa đã chết vì tội lỗi của tôi mà không tha được tội cho tôi. Thế thì trên thế gian này không có lời nào lại khinh thường Chúa Giêsu hơn lời đó ngày nay không hiểu người ta phân tích kiểu gì mà bảo rằng tội nhân là khiêm tốn, rồi kiêu ngạo thế, đã phạm tội thì phải nói mình có tội thì mới là khiêm tốn chứ. Nhưng mà Chúa đã tha tội cho tôi thì nói tội mình đã được tha mới là khiêm tốn chứ. Còn nói mình là tội nhân thì có nghĩa là Chúa không tha được tội cho mình. Chắc là họ không phân biệt được lời nào là lời kiêu ngạo hay sao? Ngày xưa tôi cũng nói mình là tội nhân tôi tưởng rằng mình phạm tội nên đương nhiên mình là tội nhân nhưng khi tôi đọc kinh thánh càng đọc càng đọc càng đọc ở đây trong phần kinh thánh mà chúng ta đọc thì có hai điều khi người ta muốn giết Phêrô bỏ vào ngục thì Phêrô lại không chết còn người muốn giết Phêrô là ai vua thì lại chết phải không ạ đây là phần trọng tâm trong đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc ở đây ở trong đoạn 12 câu 1 cho đến câu 19 đây là câu chuyện mà Fierro chuẩn bị chết lại sống lại. Còn từ câu 20 cho đến đoạn cuối cùng thì là câu chuyện vua Herod chết. Và vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon chúng đã được lòng quan hầu của vua là balatus rồi bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua đến kỳ vua herod mặc áo trầu ngồi trên ngai truyền phá giữa công chúng dân chúng kêu lên rằng ấy là tiếng của một thần chẳng phải tiếng người ta đâu lên lúc đó có thiên sứ của chúa đánh vua herod bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho đức chúa trời và vô bị trùng đục mà chết đây là một câu chuyện rất đơn giản con người thì không biết là như thế nào nhưng chúa giê xu là con trai của đức chúa trời đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta nhưng mà herod thì đứng ở vị trí của thần dân chúng kêu lên rằng ấy là tiếng của một thần chẳng phải tiếng người ta đâu Dân chúng đang muốn định vua, phải không ạ? Sao lại là tiếng của thần, tiếng của vua thôi mà, phải không ạ? Đây là tiếng của một con người, nhưng mà họ cứ nói là, à đây là tiếng của một thần, tức là thần thánh hóa vua Herod lên. Herod nghe vậy thì rất là sung sướng. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì nói, à tên này không dâng lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, mà ngươi chiếm hết hay sao người phải chết đi thế là Herod chết cũng là một câu chuyện như vậy có người thì phải chết nhưng khi có đức tin tin vào Chúa thì lại được sống Herod và Phêrô khác nhau ở chỗ nào Phêrô thì tin ngôi lời của Đức Chúa trời và Phêrô làm theo lời của Chúa mặc quần áo rồi đeo dây vào làm y theo lời của Chúa còn herod thì quá là kiêu ngạo suy nghĩ rằng mình tài giỏi và thông minh nên đức trời đã đánh cho và thế là herod đã chết chẳng là cái gì cả chúng ta nhìn thì thấy rằng có rất nhiều người mình không thể nào hiểu được chúng ta thường nói mình đã nhận được sự tha thứ tội lỗi vâng khi nói là đã được sự tha thứ tội lỗi thì người ta hỏi là thế không phạm tội nữa hay sao? Cũng có lúc phạm tội chứ. Tôi trả lời như vậy, phải không ạ? Người ta lại hỏi là ớt thế tội đấy thì sao? Tôi trả lời rằng Chúa Giêsu thì không phải là tội này tha, tội kia không tha mà Chúa đã tha hết rồi. Thế thì bây giờ thích phạm tội bao nhiêu cũng được à? tôi nói không phải là thích phạm tội bao nhiêu cũng được mà là mặc dù đã phạm tội rồi nhưng chỉ cần tin Chúa tha tội cho mình là được Đức trời đã làm cho như vậy để cho ai cũng có thể tin và nhận sự tha tội thực tế Đức trời đã sai Chúa Giêsu -xu xuống thế gian và để cho Chúa chữa hết mọi hình phạt về tội lỗi chúng ta và để cho ngài có thể rửa sạch tội lỗi của chúng ta trọn vẹn như tuyết trắng Thế nên, quý vị mà đến hội thánh vẫn nói mình là tội nhân thì câu đấy nghĩa là không có một cái câu chửi Chúa nào mà nó lớn hơn câu này. Có nghĩa là Chúa Giêsu mà cũng không tha nổi tội của chúng tôi. Đã chết vì tội lỗi chúng ta mà vẫn nói mình là tội nhân. Thì, thì câu này là câu chửi Chúa lớn nhất. Nếu như mà tôi mang một cái bàn đặt lên trên này, rõ ràng là bục giảng đã làm xong rồi, đã làm sẵn rồi mà tôi còn mang về thì sẽ làm cho người ta tức giận, phải không ạ? Chúa giê -xu đã chết vì tội lỗi của chúng ta trên thập tự giáo đã tha hết tội chúng ta xong rồi. Vậy thì bởi ơn của Chúa con được tha tội rồi. Tin như thế thì sẽ làm Chúa vui hay là ơi không Chúa ơi, con là tội nhân Chúa tha tội cho con sẽ làm cho Chúa vui lòng à? Thật sự đó là một thế giới suy nghĩ hoàn toàn khác. Thật sự thưa quý vị, chúng ta tại sao lại tôn vinh Chúa và hát ngợi khen Ngài? Bởi vì chúng ta không có một ai là không phạm tội. Mà phạm tội thì không phải là chỉ phạm năm sau cái tội. Mà có khi tính thì cũng không thể hết được. Có khi thì có khi thì cả ngàn cả vạn tội nhưng Chúa cũng đã giả sạch hết rồi. Nên khi tôi chuẩn bị bước vào nước thiên đàng thì tôi thấy từ đầu đến chân tôi đều không còn lại một tội gì tất cả đã kết thúc hết trên thập tự giá. Nên Chúa mới nói tôi là người công bình. Trong kinh thánh nói thế nào? vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhớ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm chọn trong Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được công bình rồi bởi vì Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Vì vậy tôi nói tôi là công bình có nghĩa là không phải bởi vì tôi khoe rằng tôi không phạm tội mà một con người dơ bẩn như tôi mà Chúa đã làm cho tôi được sạch rồi. Đây là nói như vậy để giác lại mình hình lên Chúa. Hiểu được không ạ? Quý vị không phải tự mình tha tội cho mình, phải không ạ? Chúng ta được nhận sự tha tội bởi huyết của Chúa, phải không ạ? Chúa đã đổ huyết để tha tội cho chúng ta rồi. Chúa chỉ đóng đinh đổ huyết trên thập tự giá để rửa sạch chúng ta hơn tuyết trắng. Bởi vì chúng ta đã được rửa sạch nên chúng ta mới nói giờ tôi không còn tội nữa. Câu đấy không phải là tôi là người tài giỏi mà Ấy là để cảm ơn Chúa Giêsu đã sửa sạch tội cho một con người dơ bẩn như tôi. Nhưng mà người ta thì lại bảo là chúng ta kiêu ngạo. Ôi số, sao mà kiêu ngạo thế? Không có tội sao? Làm gì có ai là người không có tội? Tôi thì bên cạnh nghĩ trong bụng rằng, sao kiêu ngạo thế? Có tội á, à? Chúa đã tha hết rồi cơ mà. Bên nào mới thật sự là kiêu ngạo ạ? À? Chúa Giêsu đã tha hết rồi, mà tự bảo mình còn tội thì đấy mới là kiêu ngạo chứ phải không ạ? Chúa đã tha hết tội, rồi chúng ta nói mình không có tội thì sẽ làm cho Chúa vui chứ phải không ạ? Nghĩa là suy nghĩ thì hoàn toàn khác luôn. Satan thì luôn luôn cho chúng ta suy nghĩ và khiến cho chúng ta trở thành tội nhân như cũ. Và rồi người ta lại trở thành tội nhân, Chúa ơi, xin tha tội cho con. Thế thì thập tự giá của Chúa đã thế nào ạ? À? Đã thất bại rồi. Không có câu nào bằng câu tội nhân là câu xỉ nhục Chúa hơn. Chúa giê -xu đã đổ huyết thực sự. Tay Ngài bị xé ra, bị đóng đinh trên thập tự giá, đã đổ huyết và tha hết mọi tội chúng ta rồi. Thế mà chúng ta vẫn nói, Chúa ơi, con là tội nhân xin thượng Ngài tha tội cho con. Thì câu đấy, chẳng khác gì câu, Chúa đã thất bại rồi. Câu đó không hề khiêm tốn một chút nào hết. Ngược lại, chúng ta đã được nên thánh. Không phải bởi vì tôi thiện, tôi không phạm tội, tôi sạch sẽ, tôi hiền lành, mà tôi được nên thánh được công bình. Mà tôi đã phạm tội, tôi đáng phải bị hủy diệt. Nhưng Chúa Giêsu đã chịu đóng đi chết cho thập tự giá vì tội của tôi. Ngài đã rửa sạch không để lại chút nào, nên tôi mới là người nên thánh và công bình được. Đây không phải là tôi khoe về mình, mà là dâng lại vinh hiển lên Chúa Giêsu. Mọi người có hiểu được không ạ? Chúa giê -xu đã đổ huyết mà chúng ta vẫn nói mình là tội nhân thì ôi, những cái con người này bực bội quá đi mất. Ta phải làm gì đây? Chúa giê -xu không biết là có tức giận không nhưng nếu mà là tôi thì tôi sẽ nổi điên lên. Này, ta đã chết vì các người rồi cơ mà. Mấy cái thằng mất dạy này. Chắc chắn là sẽ tức giận chứ đã đổ huyết để xa tội cho như thế mà vẫn cần nói, ơi, còn nói chúa ơi, là tội nhân. Tội nhân mà tự hào thế cơ à? Thật sự không thể nào mà chấp nhận được. Những người đó lại bảo chúng ta là tà giáo, họ quá là không biết gì về kinh thánh. Nếu mà nhìn theo cái suy nghĩ đầu tiên thì chúng ta thấy mình đúng là tội nhân. Nhưng nghĩ lại thì à, đúng chúng ta là tội nhân nhưng nếu mà Chúa đã chết vì chúng ta thì chúng ta không còn là tội nhân chứ? Tôi thường xuyên nói vậy. Cha tôi có một người bạn là người có một cái cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường. Một hôm, tôi bảo cha tôi rằng, chơi con hết vở rồi. Ơ, ờ, đến gặp bạn cha mà lấy một quyển. Dạ, cha chào chú, chú. Ơ, cháu đến rồi à? Cha cháu bảo, cháu đến đây lấy một quyển vở về. Ơ, ờ, cháu lấy quyển nào? Đây, có bao nhiêu quyển đây? Cháu lấy quyển này ạ. À? Ờ, quyển đấy 300 won nhé. Ừ, ờ, được rồi. Thế là tôi cầm về là được. Sau đấy thì tôi có thể đến bất cứ lúc nào lấy sách lấy bút gì cũng được bởi vì cha tôi sau sẽ giải quyết cho hết phải không ạ có phải không ạ thế nên chú ấy kể cả tôi có xin nữa thì chú cũng cho bởi vì là đây vẫn là bán cha tôi sẽ giải quyết cho hết cha tôi còn giải quyết tiền vở của tôi thế thì chúa giêsu chả lẽ không giải quyết được tội mà cứ thế bỏ qua hay sao chúa giêsu không bằng cha tôi hay sao không bao giờ đâu vì vậy nên, tôi chưa bao giờ suy nghĩ mình mắc nợ cái cửa hàng đó bởi vì là cha tôi sẽ trả. Bởi vì cha tôi bảo tôi đến đây lấy vở. Cha tôi rất thân với chú đấy nên chú đấy đưa cho tôi, ờ, cầm về đi. Sau này thì cha tôi sẽ tính tiền, phải không ạ? Ý không phải bảo là Chúa giê -xu bảo, ờ, ta sẽ giải quyết cho hết các người cứ phạm tội đi. Nếu mà nói vậy thì chết thôi mặc dù đã phạm tội, mặc dù chúng ta đã phạm tội nhưng mà chúa Giêsu đã giải quyết cho hết rồi và trên thập tự giá tội lỗi của chúng ta đã kết thúc rồi nên đừng có nói xin chúa hãy tha tội cho con mà hãy cảm ơn vì tội lỗi của mình đã được tha thứ rồi có lần Khi tôi vừa mới xuất ngũ và chuẩn bị làm việc ở Kim Chân thì lúc đấy tôi đang ở Ấp Cốc Tông. Đang về đấy thì bên cạnh tôi có một người nước ngoài ngồi bên cạnh. Người không cũng không có chuyện gì nên tôi bắt chuyện với người đó. Tôi thì cũng chẳng biết tiếng Anh. Nhưng mà nói chung là tôi cứ nói bừa, tôi hỏi ông từ nơi nào đến, tôi từ nước Anh đến. Tôi đến đây làm giáo sĩ. Ồ, vậy sao? Thế ông đang đi đâu vậy? Tôi đang đi du lịch. Du lịch truyền đạo sao? Không, du lịch thôi. Đáng ra lúc đấy tôi không được nói như vậy, nhưng mà tự nhiên tôi nổi giận. Ông làm giáo sĩ mà không ra giảng tiết lành lại đi du lịch á? thế là tôi cũng mắng ông một lúc ông là giáo sĩ ông không đi giao giảng tại sao ông lại đi du lịch đã đi du lịch thì du lịch truyền đạo thì có phải là tốt không nhưng mà người anh thực sự họ rất là lịch sự nếu mà như chúng ta thì tôi đi truyền đạo hay du lịch thì liên quan quá gì đến anh nhưng mà ông cứ ngồi nghe tôi nói hết từ đầu đến cuối tôi nói hết rồi thì thôi tôi cũng ngồi xuống tôi xuống điểm có trang và đứng xếp hàng để mua vé đi về áp cốc tông thì ông đứng bên cạnh tôi bảo rằng Mr. Park, dạ, hôm nay cho tôi về nhà anh ngủ một đêm được không? À, vâng, được chưa ạ? Nhưng mà hôm đó đã xảy ra một câu chuyện kỳ lạ. Tôi sống ở tít trong núi sâu, tất nhiên là chẳng có nước máy, mà cái giếng Muốn đến để múc nước thì cũng phải đi khoảng độ 50 mét. Nên tôi uống cái nước khe chảy từ trên núi xuống, nó cũng sạch lắm. Tôi uống và chả làm sao cả. Nhưng mà tôi đã sai một cái là khi tôi mang nước cho ông giáo sĩ Anderson này. Nhưng mà đường ruột của người Hàn Quốc thì khác hoàn toàn với đường ruột của người Anh. Ông vừa mới uống nước vào thì đã bị đi ngoài suốt cả đêm. Ôi, xin lỗi ông Anderson. Xong từ lúc đấy tôi bắt đầu đun nước cho ông uống. Tôi bảo, ôi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ đun nước cho ông. Ừ, không sao đâu. Ông nằm đó suốt 4 ngày liền. Qua 4 ngày rồi, ông bảo rằng hôm nay tôi đỡ hơn rồi, tôi đi đây. Ôi, tôi xin lỗi ông Anderson. Thế rồi, Ông bảo rằng có chuyện muốn nói với tôi. Ông bảo rằng tôi đã gặp các mộc sư, các giáo sĩ. Nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp một ai sống như anh. À, ông nói vậy nghĩa là sao? Tôi thì có cái gì để khoe đâu. Rồi ông nói với tôi rằng anh có thể cho tôi sống cùng anh một năm thôi có được không? Tôi mới cười. Cái này có cái gì mà học? Không đâu. Thế rồi tôi bảo, ông có chi phí gửi từ nước anh đấy phải không? Có chứ. Tôi bảo rằng tôi thì chẳng có ai giúp tôi hết. Nên tôi sẽ thường xuyên nhịn đói. Nhưng mà nhà ông thì có nhiều bánh, còn nhà tôi mà hết bánh. Ông mà cứ mời tôi ăn bánh, mà tôi cứ nhìn vào bánh nhà ông, thì tôi sẽ không nhìn được lên Đức Trời, cái đấy nó sẽ thành vấn đề. Thế anh muốn tôi như nào đây? Đơn giản thôi. Đồ ăn nhà ông dù có thiêu thối thì cũng đừng có cho tôi. Và tôi có chết đói cũng không xin ông đâu. Như vậy thì tôi sẽ được tự do. À, chuyện đó thì đơn giản thôi thế là ông đã đến và chúng tôi sống cùng dưới một mái nhà người anh thực sự rất là lịch sự và chúng tôi sống cùng với nhau thực sự rất là vui vẻ khi ông đi rồi ông cũng để lại cho tôi căn nhà mà ông đã mua tôi cũng được nhận rất nhiều phải không ạ tất nhiên ông không thể nào mang nhà đi lúc đấy thì cũng khó lấy lại được tiền nên ông bảo, thôi cứ dùng tiếp đi. Nên chúng tôi cứ sống tiếp tại căn nhà đó. Chúa cũng cho chúng tôi nhà. Khi giao giảng tiết lành, mặc dù cảm giác như sẽ gặp nhiều điều khó khăn, nhưng mà khi sống cuộc sống có Đức Chúa Trời giúp đỡ mỗi khi khó khăn thì nó không thành khó khăn gì hết. Khi chúng tôi sai phái giáo sĩ sang Mỹ, thì tôi thấy các giáo sĩ Hàn Quốc vì sang Mỹ thì cũng hơi lệch lạc. Nên tôi mới nói, hôm nay tôi sẽ cho các anh em một bài tập. Ai mà muốn tham gia thì đứng sang bên đây. Thì tất cả đều nhìn ánh mắt của tôi rồi đứng sang bên này. Các anh em hãy mua vé xe buýt Greyhound đi từ nhà mình cho hai vợ chồng. Và chỉ được mua vé chiều đi thôi nhé. Đi đến một thành phố 50 cây hay 100 cây cũng được đi bằng hai tay không. Rồi ở đó một tháng hãy quay trở về. Nên tôi đã nói thì làm sao mà không nghe được. Và sau đấy thì tôi quay trở về Hàn Quốc. Sau đấy một thời gian tôi quay trở lại Mỹ. Thì các giáo sĩ Họ chỉ mua vé chiều đi thôi Sau đấy thì không mang tiền Hai vợ chồng cùng đi với nhau Họ đến một thành phố Và sống ở đó một tháng Thật sự Khi quay trở về thì họ được đầy dễ thánh linh Vì cả đời không bao giờ được kinh nghiệm điều đó Được thấy Chúa cho ăn như thế nào, cho ngủ như thế nào Dù bây giờ họ có đi đâu khi các giáo sĩ đến các nước thì cũng gặp giáo sĩ của hội thánh khác. Họ hỏi rằng anh cũng có hội thánh sai phái của mình hay sao? Có chứ. Sao hội thánh của anh lại sai phái cái kiểu này? Kết luận là hội thánh của chúng ta thì giỏi hơn hội thánh của họ rất rất nhiều. Họ không thể nào mà sánh nổi với chúng ta. Các giáo sĩ ấy không mua vé xe hai chiều mà chỉ mua vé xe chiều đi thôi và đến một thành phố mình chưa bao giờ từng đến trong đời đi hai vợ chồng với nhau họ không biết là phải ăn gì uống gì ngủ nghỉ ở đâu mà phải ở đấy trong vòng một tháng thế thì ai là người làm giỏi việc đấy nhất đó chính là đức chúa trời Hội thánh của chúng ta đã huấn luyện các giáo sĩ như vậy. Thế nên bây giờ dù bảo họ đi đâu thì họ cũng sẵn sàng. Họ rất là vui mừng bởi vì là Đức Trời sẽ mở đường và giúp cho. Hiện tại, chúng ta đã sai phái khoảng 2.300 giáo sĩ ra nước ngoài. Đó là những giáo sĩ giỏi nhất trên thế giới chỉ tính riêng ở Mỹ. Khi mà chúng tôi đến thì cũng đến trong trạng thái là không có gì. Có một giáo sĩ đi Brazil thì nói với tôi rằng tôi không biết một câu tiếng Brazil nào làm sao mà tôi đi được. Lúc đó thì có một loại xe buýt đi từ Hàn Quốc sang Brazil. Thế là tôi bảo, thế anh em lên máy bay đi, lên máy bay đến Brazil, thì chắc là mất một ngày đấy có khi là mất hơn. Trên máy bay đấy, mình gặp người ta, mình nói chuyện với người ta là được chứ. Thế là anh em đó thì chẳng có quen ai hết. Không có biết một câu tiếng Brazil nào. Nhưng bây giờ thì đã nắm chọn cả đất nước Brazil rồi. Thực sự vô cùng kỳ diệu. Có anh em thì cũng đi bằng hai bàn tay trắng đến sân bay thì cũng không biết một câu tiếng anh nào khi mà nhân viên hải quan hỏi cái gì đây thì chỉ có cười hề hề thôi người ta giữ lại hai tiếng đồng hồ rồi xong người ta cũng thả cho khi mà đi ra thì trời đã tối rồi anh em đó chẳng biết phải đi đâu nhưng phía bên kia thì có một cô hàn quốc chạy lại ơ có phải là giáo sĩ gì gì không Tôi đang tìm... À đúng rồi ạ. Có chuyện gì vậy? Tôi có một người bạn, bạn ý ở Hàn Quốc gọi điện cho tôi bảo rằng có một giáo sĩ đến chỗ của cậu đấy. Và giáo sĩ đấy không biết tiếng một chút nào. Cũng không có quen ai hết. Cậu hãy đến và giúp đi. Cô này đã đến và chờ đợi nhưng mà mãi không thấy giáo sĩ ra bởi vì là đang bị giữ lại. Khi chuẩn bị đi về rồi thì lại thấy giáo sĩ bước ra. Có rất là nhiều chuyện thú vị xảy ra. Thế là khi bắt đầu họ đến đất nước đó và sống cùng với nhau, anh em này thì muốn giảm tin lành. Mà tiếng thì chỉ biết bập bệ vài chữ thôi. Nói thì cũng không thành câu được. Thế nên người ta bảo là, anh cứ nói một câu đi xem nào. Thì giáo sĩ này cũng nói một câu. Xong rồi ba người ngồi dưới bàn với nhau. Ô, câu đấy nghĩa là sao nhỉ? À, nghĩa là như này đây. Ok, nói tiếp đi. Và cứ như vậy thì giáo sĩ này giảng tiết lành. Trên thế giới thì không có hội thánh nào giảng tiết lành tốt như hội thánh của chúng ta. Thực sự hội thánh của chúng ta đã sai phái giáo sĩ đến khoảng hơn 2.000 nơi trên toàn thế giới. Đức Chúa Trời làm việc trong họ thực sự vô cùng kỳ diệu. Lần này thì tôi cũng có đến thăm một vài nước khi mà mới được sai phái thì họ suy nghĩ à, làm sao lại sai phái kiểu này được nhưng mà bây giờ thì đã qua hết mọi khó khăn cũng có nhiều tín đồ nhóm cũng tốt và tiếng cũng thông thạo nữa vậy nên lý do vì sao mà đức trời khi sai chúng ta thì đã không dạy chúng ta tiếng từ trong bụng mẹ để làm gì ạ à? người hãy đến đó mà học tôi cũng mất trước mà bảo rằng hãy đến đó mà học tiếng nhưng mà thực sự không có học tiếng trước, cứ đến đó thôi. Và sống thì ai cũng sống được hết. Đâu có ai chết đói vì không thể nói được câu xin ăn đâu. Không thành vấn đề gì hết. Chỉ duy nhất một điều, trong chúng ta, Đức Chúa Trời, Ngài hằng sống. Herod này mặc dù là vua, nhưng chỉ có một mình mình thôi. Führer mặc dù là một người đánh cá yếu đuối nhưng có đức chúa trời ở cùng, sự khác biệt chỉ nằm ở nơi đó. vì vậy nên khi mà Herod chuẩn bị giết Phê-rơ thì Chúa cứu cho, nhưng mà khi vua Herod sắp chết thì Chúa không cứu cho, bởi vì ngươi thuộc về bên đó mà. chúng ta phải biết rằng mình là người hạnh phúc hơn những người bên đó như thế nào ban đầu khi cầu nguyện thì chúa cho tiền đi được xe buýt rồi sau nhịn đói mấy ngày chúa cho ăn một bát cơm Ban đầu thì chúng ta thấy chỉ là như vậy thôi nhưng qua thời gian đức chúa trời ngài sống và làm việc trong chúng ta một cách vô cùng kỳ diệu thực sự vô cùng xúc động khi tôi đến new york ở new york mục sư park Young Kuk đã nhóm lại khoảng 1.000 mục sư ở Mỹ. Và tôi cứ đến và chia sẻ các buổi sáng buổi tối. Khi họ nghe bài giảng, thì có thể thấy người ta bắt đầu thay đổi. Họ đều là giáo sĩ, là mục sư. Tôi xin lỗi, nhưng Họ là những mục sư không tin rằng Chúa Giêsu đã tha tội cho chúng ta. Những người không tin Chúa đã tha tội cho thì nói thế nào? Nói là mình là tội nhân, phải không ạ? À? Hầu hết các hội thánh ngày nay ở Hàn Quốc đều như vậy. Họ cũng nói là Chúa Giêsu đã chết vì tội chúng ta. Ô, oh, Thánh ca, ngày vui vẻ, ngày sung sương, khi Chúa giơ tôi sạch sẽ xế mọi đường. Hát xong rồi cầu nguyện, Chúa ơi, chúng con là tội nhân. Chúa ở trên trời chắc là cũng loạn hết cả lên. Vừa nói bảo tội nhân xong lại bảo công bình vừa bảo vui vẻ xong lại bảo buồn. Phêrô thì có đức tin tin vào Chúa, còn vua Herod thì bởi vì mình là vua nên đầy cái tấm lòng tin bản thân mình. Fierro, bởi vì không thể tin bản thân mình nên phải tin chúa. Mỗi khi Fierro làm việc thì đức trời làm cùng. đức trời không thể nào mà không giúp đỡ và không làm việc được. còn Herod thì bản thân là vua tài giỏi nên mọi việc thì xử lý theo ý mình. và không thể nào xử lý sự việc trước mặt đức trời nên cuối cùng phải chịu hư mất và chết. dân chúng thì để lấy lòng vua Herod Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì là nịnh hót vua. Khi Herod mới nói gì thì à, ah, đây không phải là tiếng của một con người mà là tiếng của một thần. Wow! Thế là lòng của Herod bay lên tận mây xanh. Và thật sự mình đã đạt đến cảnh giới của một vị thần hay sao? Đức trời! Sao? Ngươi chỉ là một con người thôi chứ. Ngươi chết đi thế là Chúa đánh. Và Herod chết. Còn Fierro thì một cách vô cùng kỳ diệu người ta đã định ngày mai là ngày giết Fira rồi đêm nay Fiero đang ngủ, thiên sứ đến đánh thức mà không dậy, nên phải đập vào sườn mới dậy được. Còn chúng ta mai mà chết thì sẽ không thể nào ngủ được, lo lắng suy nghĩ con gái mình sẽ sao, vợ mình sẽ sao và cầu nguyện với Chúa xin Chúa hãy cứu mình. Nhưng mà Fiero thì ngủ say ngày khò khò. Fiero tỉnh dậy nịt lưng và mang dép vào, mặc áo vào. Đi ra ngoài thì thấy cửa đã mở. Đến nơi rồi. Thì các anh em chị em ở nhà, cả đêm không ngủ, chỉ có cầu nguyện thôi. Phêrô đến đó báo tin rồi lại đi nơi khác. Fero thực sự cảm giác như đang rất nguy hiểm. Nhưng cuối cùng đã sống rất lâu giao giảng tin lành mặc dù cuối cùng thì cũng chết. Herod thì là người có thể làm được tất cả mọi việc. Bản thân là vua, có hạ thần, có quân đội, nhưng không thể nào ngăn cản được cái chết đến với mình. Và Herod đã chết ngay tại đó. Chúng ta là người có thể bước đi con đường của Herod hoặc Fierro. Mặc dù không có nhiều tiền, không tài giỏi. Nhưng chỉ bởi một điều là có Đức Chúa Trời đứng diện giữa chúng ta, thì chúng ta có thể sống cuộc sống được phước và vinh hiển hơn người có tất cả mọi thứ trong tay. Vì vậy nên anh chị em, chúng ta hãy thử đặt từng bước chân bước đi. Ban đầu, để ra giảng tin lành tôi đã đến áp cốc tung điều thú vị là lúc đấy tôi suy nghĩ rằng con bò thân hình nó to hơn mình gấp mấy lần nó ăn cỏ mà nó còn sống được thế thì mình nhỏ hơn con bò đi lên trên rừng thì biết bao nhiêu là cây cỏ với lại tôi thì không phải là cây nào cũng ăn như con bò, mà trong các loại cây cỏ thì có những cái loại ăn được, có những loại ăn lá, có những loại thì ăn dễ. Tôi biết rõ, nên nó chẳng thành vấn đề gì hết. Những người sống xung quanh tôi thì hơi xa, nên họ cũng chẳng hề biết là tôi ăn cái gì. Mặc à dù ở nhà thì chẳng phải là có tiền hay có cái gì, nhưng mà tôi đã sống như vậy một thời gian. Nhưng đến một ngày, thì nhà tôi có cô chủ nhà. Cô chủ nhà này hút thuốc lá rất là nhiều. Nhưng mà không có tiền để mua thuốc lá. Nên cô lấy lá của cây thuốc lá phơi khô, xong rồi vo cái lá ra, quấn vào tờ giấy báo, xong rồi liếm nước bọt thành cái thuốc lá, rồi cô lấy cái đó hút. Tôi bảo rằng, cô ơi, sao cô hút thuốc gì mà nhiều thế? Với lại cái tờ giấy báo thì trong mực in nó có thành phần là trì. Nên nếu mà cô đốt lên hít vào thì nó rất là có hại. Cậu thanh niên biết cái gì mà nói? Tôi đau đầu không hút không được. Khắc Cô là người rất tốt. Cô là người rất tốt. Khi tôi sống ở trong nhà đó, thì Đức Chúa Trời đã nuôi tôi sống. Thật sự tôi vô cùng cảm ơn. Tôi không có một đồng xu nào mà sống ở đó được 9 tháng. Đức Chúa Trời, thực sự tôi rất là cảm tạ ơn Chúa. Không thể nào kể hết được. Bây giờ cuộc sống của chúng ta chắc là chẳng bao giờ suy nghĩ đến việc đói ăn là như thế nào bởi vì cuộc sống đã tốt hơn nhiều. Cho đến bây giờ vẫn chưa một lần nào vì tin Chúa mà tôi chia tay ra xin người ta cho vay lấy 10.000. Có người thì lại bảo là tôi đã biển thủ, tôi mới cười. Tôi cười. Đời sống có Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Nói một cách dễ hiểu Thì Đức Chúa Trời biết quá rõ về chúng ta Thực sự đang biết rõ về chúng ta là Chúa Vì vậy nên Anh chị em thì có thể lo lắng Khi thiếu đồ ăn hay là bị bệnh Nhưng sự lo lắng đó chỉ kéo dài Cho đến khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đang gìn giữ mình Tôi thường sống như vậy. Thật sự tôi vô cùng cảm tạ ơn Chúa. Khi, khi sống ở Áp Cốc Tông, Đồng Đồng rồi, khi Tông rồi khi sống ở trong Pali, thực sự, tôi rất là hạnh phúc. Có một giáo sĩ người Mỹ tên là Mekapi Mek đã xây dựng một hội thánh ở Kiang Nam, Kho Trang, rộng khoảng hơn 200 mét. Một hôm, ông liên lạc với hội thánh của tôi bởi vì hội thánh của ông không được phát triển. Và tôi cũng sống ở gần đó, nên ông bảo tôi hãy đến hội thánh của ông để dẫn dắt. Ở đó tên là pali Bởi vì là từ đó đến chợ thì không có cách 10 dặm mà là chỉ cách 8 dặm thôi. Nên tôi vẫn thường đi bộ đến chợ. Lần đầu tiên đến làng đó thì tôi thấy phía trước mặt tôi có hai thanh niên. tôi chạy đến và bảo chào các anh hai người đó tên là shim Jeol và kim chong nhung. tôi bảo tôi đến hội thánh champali thì họ bảo à tôi đã từng đến đó ngày xưa ở đó dạy tiếng anh thầy ở đó có dạy bây giờ thì không còn một ai chiều ngày hôm đó tôi giảng tin lành cho hai anh em này và họ đã nhận được sự cứu và từ sau đấy thì tôi không để yên cho họ anh, anh em này là người đi làm làm ở cửa hàng Âu phục tức là người trên khâu cúc và sửa quần áo. Và bình thường thì khoảng 9 rưỡi tối anh em mới tan làm. Khi mà tan làm về, về đến hội thánh là đúng 10 giờ. Tôi thì không cho họ ngủ. Tôi bảo là phải học kinh thánh một tiếng mới được ngủ. Anh em đó tối nào cũng đến đọc kinh thánh một tiếng rồi mới về nhà. Thật sự rất là tốt mặc dù đã qua nhiều năm rồi. Và qua họ thì cũng có thêm từng người từng người nhận được sự tha thật tội lỗi. Tôi đã ở trong Pali có trang một năm rưỡi rồi vào bộ đội. Lúc đấy tôi chẳng muốn đi bộ đội. Khi mà vào bộ đội rồi, lúc đó tôi là lính viễn thông, nghĩa là lính ROC, là radio operator course nghĩa là đấy. chúng tôi sẽ phải học mã Morse đấy. một là do 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 do, hai là do 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 do, ba là do 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 do, bốn là do 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 do, năm là do 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 do, cứ, cứ như vậy. Chúng tôi học mã Morse đó, nhưng mà một điều rất là hay. Bình thường là có trường viễn thông ở Daejeon. Đúng ra là chúng tôi phải đến trường viễn thông ở Daejeon. Nhưng bởi vì trường đó quá nhỏ, không có chỗ cho chúng tôi vào nữa. Nên bắt đầu thì họ chuyển đến Chu và chúng tôi đến đó được trở thành khóa 1. Khóa 1 thì có một điều rất tốt. Đó là mỗi một tuần thì lại có những người mới, mới vào. Vì là đàn em nên họ rất là sợ chúng tôi. Chúng tôi được in ở trên áo là ROC 311, có thể được gọi là những con hổ của trường huấn luyện viễn thông. Một hôm, tôi nhóm mọi người đó lại rồi chia sẻ kinh thánh. Thế nhưng mà, một hôm khi bắt đầu lên lớp học, thì tôi nghe đài thông báo rằng là trăm mười 311 hãy đến văn phòng đào tạo tôi đến và tôi chào trung thành à mình như bắc xin mời ngồi trước khi vào bộ đội thì đồng chí đã làm việc gì dạ em là thầy truyền đạo hội thanh ạ à quả nhiên là như vậy ông là trung úy là người chịu trách nhiệm đào tạo cho đơn vị chúng tôi trước khi vào bộ đội bây giờ ông vẫn đang sống ở suji và hôm nay tôi cũng có nói chuyện điện thoại và đang muốn gặp. Khi vào bộ đội thì bắt đầu ông uống rượu, ông hút thuốc và sang ngã hết. Ông bảo rằng hôm qua khi thấy binh nhịp Bắc, nhóm các học viên lại thì cảm thấy rất là cáo trách lương tâm. Binh nhịp Bắc, tôi có thể giúp gì cho đồng chí không? Dạ, thưa sĩ quan đào tạo, chúng em cần một căn phòng để nhóm. Xin hãy cho chúng em mượn một căn phòng. À, thế muốn mượn phòng nào? Dạ, phòng số 16 ạ. Được thôi. Này, hãy đưa chìa khóa cho Bình Nhị Park để cho họ có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Thế là từ lúc sau chúng ta có thể nhóm ở trong nhà. thực sự rất là tuyệt vời. Cứ đến thứ bảy hàng tuần. Đơn vị của tôi rất tốt ở một điểm. Đó là cứ mỗi thứ bảy thì lại có các lớp đào tạo ROC, SOC, RVC, RROC vào đơn vị của tôi. Mỗi lớp thì có khoảng độ 60 người. Tôi rất là thích điều đó. Bởi vì tôi là đàn anh cao nhất ở trong đơn vị. Ở trong bộ đội thì có một cái luật bất thành văn là nếu đi nhà vệ sinh trước đàn anh thì không được ăn cơm bằng hàm răng của mình. Trong đơn vị đó, trong suốt 30 tháng, tôi đã làm việc ở trong đơn vị đó. Đến lúc xuất ngũ thì tôi lại không muốn đi nữa. Bởi vì tôi được Giao giảng Tiếng lành ở đó. Tôi rất là cảm ơn. Vì mỗi ngày đều có lính mới vào. Bởi vì tôi là đàn anh cao nhất. Chỉ cần cách nhau một tuần thôi thì đã là đàn anh rồi. Khi mà họ vào, tôi nói chuyện về họ. Hôm qua các đồng chí ngủ có ngon không? Dạ có. Không cần phải nói to vậy đâu. Và rồi tôi hỏi ai đi hội thánh thì giơ tên lên, khoảng 90% giơ tên lên. Sau đó tôi viết tên lại và bảo sáng mai nhóm hãy đến nhóm. Nhưng mà thực sự một điều rất là kỳ diệu. Một hôm khi mà tôi đang giảng thì tôi thấy cánh cửa phía sau mở ra, giám đốc đơn vị bước vào. Ông là đại tá lục quân. Tôi khựng lại thì ông bảo rằng đồng chí cứ tiếp tục tôn giáo. Nên đứng trước đại tá thì tôi cảm thấy rất là run. Tôi nói qua qua rồi kết thúc. Ông mới bước lên, bảo rằng, cho tôi nói vài lời với các đồng chí được không? Ông là ai mà không được chứ? Khi mà ông vào bộ đội, khi đó ông là trung đội trưởng bộ binh, ông đã đến chiến trường núi Bạch Mã. Chiến trường núi Bạch Mã có một ngọn núi to, bên này là đồng bằng, bên kia cũng là đồng bằng nên nó đóng một vai trò chiến lược rất quan trọng, một tháng nó có thể đổi chủ tới 20 lần. Ban ngày thì quân Hàn Quốc giỏi đánh trận hơn, còn quân Triều Tiên thì giỏi đánh trận vào ban đêm. Nên ban ngày thì trở thành của Hàn Quốc, ban đêm thì lại thành của Triều Tiên. Một hôm, ông được lệnh sai đến núi Bạch Mã. Thế là ông cùng trung đội của mình đến núi Bạch Mã chờ Trời sáng. Khi đến núi bạch mã thì hầu hết là các binh lính đều chết. Nên đêm hôm đó ông đi tuần xung quanh, thì ông thấy các binh lính đang khóc lóc và nhớ nhà. Nghe đến cảnh các thanh niên còn trẻ thế này mà phải chết thì ông cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng sau khi đi một vòng rồi đến một nơi cuối thì ông thấy một binh lính úp mặt xuống và lầm rầm cái gì đó này có làm gì đấy làm gì dạ thưa trung đội trưởng em đang cầu nguyện ạ ông mới giật mình thế đã cầu nguyện vì trung đội mình chưa dạ bây giờ em sẽ cầu nguyện ạ ừ thế cầu nguyện đi trung đội trưởng này bắt đầu nói với những người bên dưới rằng cậu tin gì phật cũng được nữ vương cũng được đức trời cũng được hãy cầu nguyện lên Chúa bởi vì tất cả đều biết là mai sẽ chết nên đêm đó tất cả đều cầu nguyện vô cùng tha thiết rằng lại Chúa lại Phật lại Nữ Vương và hôm đó khi ra trận thì họ đã ít người hy sinh nhất và cuối cùng đã giành chiến thắng khi đó ông vẫn là trung đội trưởng nên đó là lần đầu tiên ông nhận ra được sức mạnh của tôn giáo nên đi đến đâu thì ông cũng rất là quan tâm đến hội thánh đến đơn vị của tôi thì ông thấy không hề có hội thánh không hề có mục sư bình thường chủ nhật ông không đi làm nhưng mà hôm chủ nhật hôm đó ông thấy tôi nhóm các binh lính lại và hát thánh ca thì ông rất là mừng lúc đó tôi ở trong đơn vị huấn luyện viễn thông trong những binh lính tham chiến khi đó thì lính chết nhiều nhất là lính viễn thông bởi vì việt cộng nói rằng đừng có bắn vào trung đội trưởng hãy bắn vào lính viễn thông bởi vì vào trong rừng rậm họ sẽ không tìm được đường không có trung đội trưởng họ vẫn đi được nhưng mà không có lính viễn thông thì họ sẽ không ra được và phải chết trong đó vì vậy nên lính viễn thông đã chết rất nhiều đến ngày lên đường thì tôi đến chào thủ trưởng ở đó và rằng trung thành em được sai đến thăm trên. Tự nhiên thủ trưởng bảo tôi rằng, này, hãy xóa tên của bác Su đi. ở trong bộ đội là như vậy. Nên khi tôi quay trở lại trung đội của đơn vị, thì trung đội trưởng bảo rằng, nay sao có lại quay về đây? Dạ, tại vì thủ trưởng bảo em không đi nữa. Ạ. Cậu với thủ trưởng có quan hệ gì? Dạ, quan hệ giữa thủ trưởng và binh lính ạ thằng này từ sau đấy thì ông cứ sợ sợ tôi thằng này có thủ trưởng chống lưng mà cứ giả vờ không phải tôi thì cũng đâu phải là có chống lưng gì đâu nhưng 10 trên 10, 100 trên 100 Những người giao giảng tiên lành Khi không có tiền thì cảm giác như là khó khăn, đúng không ạ? Nhưng không hề, không hề như vậy khi đó sau khi vợ tôi có thai ân xúc thì chúng tôi cũng nhịn đói một thời gian thế rồi tôi đến cô nhi viện tôi hỏi có ông hiệu trưởng ở đây không tôi là người tin chúa tôi sẽ không đòi hỏi gì hết xin hãy cho tôi có thể giảng kinh thánh cho các cháu ở đây một tuần không cần phải trả cho tôi cái gì đâu. Những đứa trẻ này khi được 18 tuổi sẽ phải ra khỏi quân nhi viện. Tương lai vô cùng mù mịt. Hãy cho chúng có thể học được đức tin. Ông cứ nhìn tôi một lúc rồi đồng ý cho tôi. Vợ tôi thì cứ dạy hát cho các cháu. Chúa yêu em. Còn tôi thì dạy kinh thánh. Ông hiệu trưởng thì cứ theo dõi chúng tôi từ phía xa. Đến buổi trưa, thì họ cho chúng tôi ăn rất là ngon chúng tôi thì vô cùng cảm ơn ăn trưa xong buổi chiều chúng tôi lại dậy rồi buổi tối cũng được ăn cơm ăn xong buổi tối chúng tôi lại dậy đến muộn chúng tôi mới về vợ tôi đi bộ hơi kém nên đi được một đoạn lại thấy đâu mất hóa ra là đã tụt lại phía tít đằng sau nên tôi lại phải chờ chúng tôi chỉ cần được ăn trưa ăn tối thôi đã là quá hạnh phúc rồi nhưng mà ở Kim Chân, đợt vừa rồi, chúng tôi đã tổ chức một đêm hoàn nhạc. Có một người nghe nói là hiệu trưởng của một cái trường trung học tại Kim Chân. Tôi bảo, ơ, tôi biết người đó. Hóa ra chính là con trai của ông giám đốc cô nhi viện. Ông giám đốc quân nhi viện thì mới qua đời. Thực sự Đức cho Trời đã giúp đỡ và làm việc trong chúng ta từng giây từng phút tôi vô cùng cảm ơn. Tôi thì khi hội thánh chúng ta sẽ phải giáo sĩ đến Mỹ hay là đến châu Phi dù đi đến bất cứ đâu thì cũng không hề lo lắng gì bởi vì sao? Vì có Đức Chúa Trời đi cùng. Trong cuộc sống của tôi không có lúc nào lúc bình an và vui mừng hạnh phúc bằng lúc trong cậy vào Chúa. Đức Chúa Trời ấy chắc chắn sống và làm việc trong chúng ta. Chắc chắn fier đáng ra phải chết phải không ạ bởi vì không có đồ ăn nhưng mà đức chúa trời đã cứu fier thực sự đó là điều vô cùng kỳ diệu và tôi làm chứng về những điều đó thì tôi có kể cả đêm thì cũng không thể hết được thực sự đức chúa trời đã ban cho tôi vô cùng cảm ơn đức chúa trời ấy sống ở trong chúng ta dẫn dắt từng bước chân cho chúng ta và trong đó Đức Chúa Trời sống và làm việc. Và Chúa cũng đã sắp xếp cả tương lai cho chúng ta vô cùng kỳ diệu, không thể nào tả hết bằng lời được. Trước đây tôi cũng rất yếu. Mới bước qua tuổi 30 thì tôi rất là yếu. Tôi luôn nói với mục sư Ô Song Yun Chúng tôi đã cầu nguyện, Chúa ơi, xin hãy cho chúng con được mạnh khỏe như siêu nhân. Và từ sau đấy, năm nay tôi 80 tuổi. Tôi đi khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, tôi đi máy bay rất giỏi. Bình thường người ta mà đi máy bay, có khi là đi 10 tiếng, thì người ta cảm giác như muốn chết đến nơi. Nhưng mà tôi đi máy bay, người ta cho đồ ăn, cho nước, được ngủ được đọc sách, buồn buồn thì cũng xem tivi, không thành vấn đề gì hết. Đức Chúa Trời sống và làm việc trên đời sống của tôi. Nên tôi không thể nào không làm chứng về Chúa ấy. Khi đến hội thánh chúng ta thì không phải là học lý thuyết, mà chúng ta được nghe về Chúa ấy và kinh nghiệm Chúa ấy. Một cách bình thường thì không được. Nên khi đến Mỹ, tôi đã bảo hai vợ chồng hãy đăng ký đi tôi sẽ cho một bài tập tức là mọi người cứ lườm tôi tôi bảo hai vợ chồng trong vòng một tháng hãy đến một thành phố mà mình chưa từng đến bao giờ và khi đi thì chỉ được mua vé chiều đi thôi rồi hãy sống ở đó một tháng hãng về và lần sau khi quay trở lại mỹ có chương trình nhóm và mọi người đã làm chứng thực sự là làm chứng không có hồi kết chúa đã cho họ đồ ăn đồ mặc như thế nào tôi thì cũng đã sống như vậy đức trời là đấng hàng sống và chúa biết rõ chúng ta Ngài dẫn dắt chúng ta. Vậy thì sao chúng ta phải chia tay trước mặt con người? Chúng ta phải nói với Chúa chứ con người thì nghèo mà. Cho được một đồng thì cũng kể công mà. Nhưng mà Đức Trời thì không bao giờ nói như vậy. Không bao giờ bảo rằng ta đã cho ngươi ngần này ngần này. Mà mỗi khi khó khăn Chúa đều giúp cho và làm việc cho thật sự vô cùng cảm ơn. Anh em đó ban đầu thì sợ hãi. Nhưng hai vợ chồng thì đã mua vé đi một chiều. Đến thành phố đó thì hai người không hề có đồng tiền nào. Nhưng nghe lời làm chứng của họ, thì Đức Chúa Trời đã giúp đỡ họ một cách vô cùng kỳ diệu. Và những người đã kinh nghiệm được điều đó, thì có thể sống vì tin lành một cách dạn dĩ. Các giáo sĩ chúng ta có những người đến những đất nước tốt, nhưng cũng có những người đến những nước chưa phát triển. Dạo gần đây, những người mà đến những nước chưa phát triển thì còn hạnh phúc và vui mừng hơn. Bởi vì sao? Đức trời sống và làm việc trong chúng ta. Nói một cách khác, nếu như cuộc sống của các anh chị em đang vô cùng ổn định, thì có nghĩa là anh chị em đã mất cơ hội được gặp Chúa và được Chúa giúp đỡ. Ngược lại, nếu như sống cuộc sống không ổn định, không có tiền ăn, không có tiền nhà, thì khi đó, anh chị em phải cầu nguyện lên Chúa. Và khi được Chúa đáp ứng, thì chúng ta sẽ vô cùng bình an vui mừng và cảm ơn. Và khi chúng ta sống từ ngày từng ngày như vậy, bởi ân điển của Chúa thì vô cùng kỳ diệu, vui mừng và cảm ơn. Vì vậy nên, chúng ta không thể nào không tôn vinh Chúa được. Các giáo sĩ ban đầu khi được sai phái, thì cũng rất là lo lắng. Ôi nhớ mình phải nhịn đói mấy ngày rồi chết thì sao? Nhưng mà khi bắt đầu đối mặt với vấn đề, thì Đức Chúa Trời sống một cách vô cùng rõ ràng không có một ai phải chết đói mà Đức Chúa Trời đã cho họ ăn giúp đỡ họ nghe những lời làm chứng đó thì vô cùng thú vị và cảm ơn và khi được đào tạo như vậy một hai lần kinh nghiệm được việc Chúa làm việc trong mình thì khi đó họ không còn sống theo thế gian mà trở thành những con người thiêng liêng và trông cậy vào Chúa bây giờ tôi đã nhiều tuổi khi tôi mới qua tuổi 30, lúc đấy cơ thể tôi rất yếu. Sau khi kết thúc nhóm chuyên rằng ở Mỹ, tôi phải đến Nam Mỹ, tôi bàn với vợ rằng lúc đó tôi rất là yếu nên tôi nói với vợ rằng kết thúc nhóm chuyên rằng ở Mỹ, mình nên về Hàn Quốc hay là sang Nam Mỹ tiếp nhỉ? Bởi vì ở Nam Mỹ là tôi phải đến ba bốn nước. Rồi cuối cùng chúng tôi bảo dù có chết mình cũng hãy đi khi lên máy bay đi sang Nam Mỹ, thì bên cạnh tôi có một cô gái trẻ. Cạnh cửa sổ có hai ghế ngồi. Hàng giữa là ba ghế, còn bên kia cửa sổ lại hai ghế. Tôi nói chuyện với vợ rồi xin cô gái này rằng cho tôi nhờ một chút được không? Vợ tôi bây giờ đang rất yếu. Xin cô hãy ra ngồi cạnh cửa sổ cho vợ tôi nằm ba cái ghế này được không? À được tôi cũng rất vui được giúp ông. Nên là vợ tôi nằm ở đó. Còn cô này thì ngồi sang ghế cửa sổ. Chồng là phải yêu vợ lúc đấy, chị yêu vợ lúc nào. Khi đến Nam Mỹ, lúc đấy thực sự tôi rất là yếu. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Vừa mới giảng xong, thì mục sư làm MC mới lên thông báo rằng là trong các anh em chị em có ai muốn được đặt tay cầu nguyện chữa bệnh thì hãy lên đây. Ôi trời, anh em muốn giết tôi sao? Nói chung là tôi cũng phải cầu nguyện cho khoảng 100 người. Nhưng nói chung cuối cùng cũng kết thúc được. Khi lên máy bay quay về Hàn Quốc, thì tất cả các anh em, chị em ra sân bay tiễn tôi. Khi quay về, thì các anh em nói với nhau rằng đây là lần cuối của mục sư Bác Su rồi bởi vì tôi quá là yếu. Nhưng mà tôi vẫn cứ tiếp tục đi nhóm truyền giảng các nơi. Càng đi thì tôi lại càng thấy khỏe hơn. Bây giờ, ở cái tuổi tôi, thì rất là khó để gặp được một người khỏe như tôi. Bởi vì tôi đã được 80. Đức Chúa Trời giúp tôi ở trong mọi mặt. Chúa biết những việc tôi sẽ phải làm và biết lý do vì sao tôi phải được khỏe mạnh. Nên Chúa tự biết và tự làm cho. Để kể ra những điều này thì tôi có kể thâu đêm cũng không hết. Bởi vì Đức Chúa Trời đã giúp đỡ chúng ta hàng ngàn, hàng vạn điều Ngài gìn giữ và dẫn dắt cho. thê rơ đáng ra phải chết phải không ạ? Đáng ra là phải chết. Nhưng mà thực sự, Đức Trời đã cứu sầu Phê-rơ. rơ đã bị bắt và định là đến ngày lễ vượt qua thì sẽ mang ra giết. Nhưng đến đêm thì Thiên Sứ đến. Sáng mai là phải chết, mà đêm nay vẫn ngủ ngáy được thì tôi thấy cũng tài thật. Mà gọi không dậy nên Thiên Sứ phải đánh vào sườn. Này, hãy mặc áo ngoài, nịt lưng và mang dép vào đi thiên sứ làm theo thì đi ra thấy cửa tự mở ra rồi fier đi được ra ngoài khi ra ngoài đến chỗ nhóm của mình thì fier thấy đang đêm mà mọi người cũng nhóm lại để cầu nguyện cho mình khi gõ cửa thì con đòi roder chạy ra thấy là fier thì chẳng mở cửa cho mà chạy vào báo với mọi người là fier đến rồi sau đó họ mới nhận ra là fier thì họ vô cùng cảm ơn và vui mừng fier đi đến một nơi khác đúng lúc họ đang cầu nguyện thì họ sẽ cảm thấy xúc động đến mức nào. Các vấn đề khó khăn thì ai cũng phải gặp phải. Dù là những người tin Chúa giê -xu thì cũng phải gặp. Nhưng có một điều khác, đó là ở nơi chúng ta thì có Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa không bao giờ để cho chúng ta chịu những sự thử thách mà chúng ta không chịu được. Mà Ngài cho chúng ta sức để vượt qua được. Tôi cũng có những thử thách, có những khó khăn, có những thời điểm nghèo đói. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã trôi qua như một giấc mơ. Và tôi đang sống một cuộc sống vô cùng được phước. Và mỗi khi giao giảng tin lành về việc chúng ta được tha tội bởi huyết của Chúa Giêsu thì tôi vô cùng cảm ơn Chúa. Bên ngoài thì Herod là vua, đáng ra là phải sống lâu hơn. Còn Peter đã bị bắt. Và đêm hôm đó, đã có thể thoát ra ngoài nhờ vào thiên sứ phải không ạ? Khi ra ngoài thì đáng ra Phê-rơ phải là người chết trước, bởi vì đã được định là mai sẽ phải chết, nhưng Đức Trời đã cứu cho và sống rất tốt, phải không ạ? Còn Herod thì đến hôm sau lại chết mất. Chúng ta đang có Đức Chúa Trời mà thế gian không có. Và Đức Chúa Trời ấy nằm giữ mọi điều của chúng ta. Ban đầu khi đi truyền đạo không tiền, thì cảm giác rất là khó khăn. Nhưng mỗi khi đó, thì Đức Chúa Trời giúp đỡ một cách vô cùng kỳ diệu. Tôi đã kinh nghiệm những điều đó rất nhiều lần. Cũng có những khó khăn, cũng có những vấn đề. Thế nên, các giáo sĩ chúng ta, một sư chịu khổ là đủ rồi, sao chúng ta còn phải chịu khổ nữa? nhưng đó không phải là khổ mà đó là niềm vui là hạnh phúc càng kinh nghiệm chúa thì cuộc sống của chúng ta càng được phước các anh chị em ơi chúa chúng ta đang hằng sống và ngài yêu chúng ta và ngài là cha chúng ta anh chị em bây giờ hãy trông cậy vào chúa khi chúng ta đặt bản thân mình xuống và bước đi bởi đức tin tin vào nơi Chúa, thì mỗi ngày anh em chị em có thể cảm nhận việc Chúa giúp đỡ mình như thế nào, sống cho mình như thế nào. Khi đó chúng ta có thể chìm vào tình yêu lớn của Ngài. Để vừa rồi có thể đến Mỹ và nhiều nước khác, tôi vô cùng cảm ơn. Khi đến Mỹ, ở Mỹ, thì các mục sư ở hội thánh ngoài đã nhóm lại khoảng một ngàn người. Tôi đã đến và chia sẻ ở đó trong suốt ba ngày. Họ vô cùng chú ý lắng nghe. Sau khi kết thúc, tôi quay về Hàn Quốc. Tôi vô cùng cảm ơn Chúa. Tất nhiên, trong số họ cũng có những người đã nhận sự tha thứ tội lỗi và cũng có những người chưa nhận được. Nhưng nó không thành vấn đề gì, bởi vì bây giờ họ được nghe về việc Chúa Giêsu chết để tha thứ tội lỗi của mình. Mặc dù bây giờ đức tin còn yếu, nhưng dần dần cứ gần gũi với Chúa thì họ sẽ bắt đầu thay đổi. Chúng ta tin Đức Chúa Trời. Vì vậy nên kể cả khi chúng ta chết, thì bởi vì chúng ta đã tin Chúa đã tha thứ hết tội lỗi của mình, mặc dù chúng ta đã phạm tội, nhưng tội lỗi đấy cũng không thành vấn đề đã được Chúa tha hết rồi, Chúa đã chuẩn bị hết để chúng ta có thể lên nước thiên đàng vinh hiển bởi ân điển. Vì vậy nên chúng ta chỉ có thể vô cùng vui mừng, cảm ơn và hạnh phúc. Giờ tôi đã nhiều tuổi, nhưng nghĩ đến Chúa, bây giờ cũng đã gần đến lúc Chúa quay trở lại. Tất nhiên tỷ lệ cao là Chúa cũng sẽ không đến khi tôi còn sống, bởi vì tôi đã già rồi. Nếu như mà Chúa đến trong đời tôi thì phải đến nhanh trong mấy năm nữa. Nhưng mà nghĩ lại, Chúa đã giúp đỡ tôi từ trước đến nay. Mỗi khi khó khăn, Chúa chưa bao giờ làm ngơ mà luôn gìn giữ tôi. Và hội thánh của chúng ta có thể giao giảng tin lành cho nhiều người nhận được sự tha tội. Và tất cả mọi việc trong hội thánh chúng ta không phải vì mục đích gì khác mà là vì tin lành vì vậy nên mỗi năm lại có nhiều người nhận được sự tha thứ tội lỗi vui mừng tôi vô cùng cảm ơn chúa và xin được dâng lại vinh hiển lên chúa anh chị em yêu mến chúng ta hãy chỉ trông cậy vào chúa để sống ban đầu có thể cảm thấy chưa quen và bất an nhưng kinh nghiệm một lần hai lần rồi à đức chúa trời cũng nghe lời cầu nguyện của mình, đó là một điều vô cùng vui mừng. À, Đức Chúa Trời đã đáp ứng lời cầu nguyện của mình. Chúa đã giải quyết vấn đề này cho mình. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Nghĩ lại đến những điều đó thì thực sự vô cùng hạnh phúc. Hơn cả những khi nhìn vào thế gian hư không này. Khi chúng ta trông cậy vào Chúa, thì Chúa cho chúng ta được hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Tôi vô cùng cảm ơn. Khi chúng ta giao vào trong tay Chúa gia đình, con cái và tương lai của mình, thì khác xa với lúc chúng ta tự lo lấy. Bởi vì trong chúng ta có đức tin nên từ giờ, Chúa giê -xu đã tha thứ tội lỗi cho con cái của mình, đã trách nhiệm tương lai của mình, đã trách nhiệm tuổi già của mình. Nghĩ đến những điều đó thì thực sự vô cùng vui mừng và được phước. Xin cảm ơn. Tôi xin cầu nguyện. Đại Chúa cho Thánh của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài. Đức Chúa Trời, là cha chúng con, là chủ nhân của chúng con. Chúng <laughs> con không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng Đức Trời Ngài đã biết hết và chuẩn bị sẵn <laughs> sàng. Chúng <laughs> con dâng lại vinh hiển lên Chúa là Đấng đã cho chúng con đủ mọi điều kiện để giao giảng tiết lành. <laughs> Xung quanh chúng <laughs> con vẫn còn những người chưa nhận được sự cứu, chưa tin Chúa. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá để tha thứ tội lỗi cho chúng con, nhưng vẫn còn nhiều người chìm trong tội lỗi. Xin Chúa hãy dẫn dắt để cho họ có thể có được đức tin đúng đắn bởi ân điển của Ngài, để cho những người dân dâu có thể nhận được sự tha tội và lên nước thiên đàng. Khi chúng con giao giảng và nói chuyện, xin Thánh Linh cũng làm việc trong lòng họ để cho họ thêm đức tin. Xin Ngài hãy làm việc trong chúng con và chúng con cảm ơn vì Ngài đã đang và sẽ làm việc trong chúng con. Chúng con xin dừng lại vinh hiển lên Ngài. Chúng con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn các anh chị em.